HB Credit là một trong những ứng dụng vay tiền H5 hỗ trợ dịch vụ vay tiền online nhanh với thủ tục hồ sơ đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân, giải ngân khoản vay trong 24 giờ mà không cần gặp mặt. Vậy H5 HB Credit là gì? Ứng dụng cho vay tiền này có lừa đảo không? Theo dõi tiếp cùng VNCast 24 giờ để cập nhật thêm thông tin nhé. H5 HB Credit là gì? HB Credit là một trong những ứng dụng vay tiền online với hình thức cho vay H5 áp dụng với nhiều mức ưu đãi nhất hiện nay. Với 0% lãi suất trong lần giao dịch đầu tiên, bạn có thể vay với hạn mức tối đa lên đến vay 15 triệu đồng. Vay tiền trả góp theo tháng chỉ cần chứng minh nhân dân, vay tín chấp không cần thông tin người bảo lãnh hay vay không cần chứng minh thu nhập. Không chỉ nhận ở ưu đãi trong lần đầu tiên sử dụng dịch vụ, mà HB Credit còn tạo ra nhiều cơ hội để khách hàng có được khoản vay tốt nhất trong những lần vay tiếp theo. HB Credit luôn đặt ra tiêu chí an toàn, nhanh chóng, tiện lợi. HB Credit đã hỗ trợ cho hàng nghìn khách hàng với những khoản vay tức thì từ 5 đến 10 phút giao dịch. Khách hàng có nhu cầu có thể dễ dàng vay nhanh tại Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác. Có nên vay tiền tại app H5 HB Credit. Ưu điểm: Khi lựa chọn vay tiền nhanh chỉ cần chứng minh nhân dân tại app H5 HB Credit, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi như thủ tục đơn giản chỉ với chứng minh nhân dân, không cần chứng minh thu nhập và thông tin người bảo lãnh. 0% lãi suất trong lần giao dịch đầu tiên mà không giới hạn khoản vay và thời gian trả lãi. Hệ thống xét duyệt tự động, giải ngân nhanh chóng chỉ trong vài phút. Hỗ trợ cho vay trên toàn quốc, không loại trừ những vùng sâu vùng xa, các huyện biển đảo. Hỗ trợ cho vay đối với nhóm đối tượng có nợ xấu. Thời gian thanh toán lâu từ 3 tháng đến 1 năm. Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối với hệ thống bảo mật kép. Thông tin về hợp đồng, lịch sử giao dịch minh bạch, rõ ràng. Hạn chế Bên cạnh những ưu điểm thì khi vay H5HB Credit vẫn tồn tại một số hạn chế như ít thông tin về các khoản vay, địa chỉ công ty và giao diện kém. Lãi suất cũng khá cao do dựa vào uy tín của người vay là chính. Nếu trả nợ chậm sẽ mất một khoản phí nộp phạt. Điều kiện vay tiền tại App H5HB Credit, khi vay tiền tại App H5HB Credit, khách hàng cần đáp ứng những điều kiện cơ bản sau: là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đang trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi, có chứng minh nhân dân chính chủ và còn hiệu lực sử dụng, có công việc và thu nhập ổn định đủ khả năng chi trả cho khoản vay, có tài khoản ngân hàng nội địa hợp lệ, chỉ hỗ trợ cho các thuê bao số điện thoại thuộc các nhà mạng như Viettel, Vina, Mobi. Lãi suất, hạn mức và kỳ hạn vay tiền tại app H5HB Credit, lãi suất, mức lãi suất HB Credit cũng không quá cao phù hợp với mọi tệp khách hàng. Mức lãi bạn chỉ phải trả không bao giờ quá 12% một năm. Kèm theo đó là một chút phụ phí dịch vụ hoặc nếu bạn trả nợ chậm bạn có thể mất thêm một chút phí. Hạn mức và kỳ hạn vay. Hạn mức vay tiền nóng online của Hòa Bình Credit sẽ có nhiều gói vay tương ứng từ 1 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Hãy cân nhắc về khả năng trả lãi cho mỗi khoản vay trước khi ký hợp đồng. Thời hạn trả lãi từ 3 tháng đến 1 năm, đây chắc hẳn là một trong những website H5 cho vay hiếm hoi có thời gian thanh toán lâu nhất tại thị trường Việt Nam. Hướng dẫn vay tiền tại App H5HB Credit. Khi vay tiền tại App H5HB Credit, các bạn có thể thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, truy cập vào website của Hòa Bình Credit. Sau đó điền số điện thoại và nhập mã xác minh từ hệ thống. Bước 2, điền thông tin cá nhân, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh chứng minh nhân dân hai mặt, ảnh chân dung, thông tin ngân hàng, chọn khoản tiền, thời hạn và xác nhận vay tiền. Bước 3, hệ thống sẽ tự động xét duyệt trong vòng 3 đến 5 phút và phản hồi thông tin về hợp đồng hoặc từ chối hồ sơ của bạn. Bước 4. Nếu bị từ chối, quay lại bước 1 và thử lại. Nếu thành công, hãy xác nhận hợp đồng, sau đó hệ thống sẽ tiến hành giải ngân cho bạn. Một vài điều lưu ý khi vay tiền tại app H5HB Credit. Để quá trình vay được thuận tiện nhất, khách hàng khi đăng ký vay cần lưu ý một số vấn đề như sau. Phí dịch vụ tại HB Credit hoàn toàn miễn phí vì thế mà bạn hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng trong trường hợp xảy ra vấn đề không như mong muốn điền đúng và đủ thông tin theo yêu cầu đăng ký không đăng ký hộ với hình thức vay mượn thông tin của người thân kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng trước khi xác nhận đơn vay để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra việc cung cấp thông tin về thu nhập và người bảo hộ tuy không bắt buộc nhưng nó sẽ khiến hồ sơ của bạn có tỷ lệ duyệt cao hơn cùng khoản tiền như mong muốn hỗ trợ nhóm nợ xấu tuy nhiên bạn cũng phải chứng minh về khả năng trả lãi để hồ sơ thêm uy tín thanh toán trước hạn để tránh trường hợp mất phí phạt. Một số câu hỏi thường gặp, App H5HB Credit có lừa đảo không? H5HB Credit cũng như nhiều app cho vay tiền khác đều có những tin đồn lừa đảo. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Để biết được HB Credit có lừa đảo hay không thì khi vay các bạn phải đọc kỹ hợp đồng. Sau đó xem tất cả các thông tin như lãi suất, phí trả chậm, hạn mức, kỳ hạn vay có rõ ràng, cụ thể hay không. Nếu tất cả những thông tin trên đều được công khai cụ thể thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm vay vốn. Nếu có vấn đề gì chưa nắm rõ, bạn phải hỏi lại ngay nhân viên HB Credit để họ giải thích cho bạn hiểu. Việc lãi suất cao hay phải đóng thêm phí khi trả chậm đó là điều hiển nhiên. Vì bạn vay không cần tài sản thế chấp nên chắc chắn sẽ phải chịu lãi suất cao và khi trả chậm hay muốn gia hạn hợp đồng thì phải trả thêm một số phí để đơn vị cho vay bù đáp khoảng thời gian chưa lấy được tiền gốc. Tóm lại, dù vay tại HB Credit hay bất cứ app nào bạn cũng nên đọc kỹ hợp đồng và các yêu cầu của đơn vị cho vay. Nợ xấu có vay tiền tại app H5HB Credit được không? HB Credit hiện nay có hỗ trợ cho vay trên toàn quốc và kể cả các nhóm nợ xấu. Tuy nhiên bạn vẫn phải chứng minh về khả năng trả lãi để hồ sơ thêm uy tín và khả năng xét duyệt cao. Bùng tiền app H5HB Credit có sao không? Chắc chắn câu trả lời là có. Nếu bạn có ý định bùng tiền áp vay online sẽ dẫn đến những hệ lụy sau đây. Hồ sơ của bạn sẽ chuyển sang thu hồi nợ, bộ phận bên đó sẽ nhắc bạn thường xuyên. Lịch sử tín dụng trở nên không được tốt, ảnh hưởng rất nhiều sau này nếu có ý định vay vốn. Các đơn vị chấp nhận cho bạn vay tiền online qua app chỉ cần chứng minh nhân dân không cần chứng minh thu nhập. Nên bạn phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nhé. Ngoài ra, khi bị trễ hạn thanh toán, bạn sẽ chịu phí phạt tương ứng với thời hạn trễ lãi. Trong trường hợp trốn tránh trách nhiệm, bạn sẽ phải đối mặt với các quy định xử phạt của nhà nước và tổ chức cho vay